chào mừng các bạn đã trở lại với chương trình Cà Phê Với Mậu Thuận. Và chương trình Cà Phê Mậu Thuận ngày hôm nay, Mậu Thuận có một câu hỏi dành tặng cho các bạn. Một câu hỏi như sau, các bạn hãy nghe cho kỹ câu hỏi nha. Bây giờ khi một khách hàng nào đó mua sản phẩm chúng ta, vừa mua sản phẩm của chúng ta xong thì chúng ta nên tư vấn điều gì với khách hàng? Đó, chúng ta nên nói gì với khách hàng? Chúng ta nên làm gì với khách hàng? Khách hàng mà khách hàng vừa mua sản phẩm thì chúng ta sẽ nên làm gì với khách hàng các bạn? Câu hỏi dành cho các bạn. Nhắc lại câu hỏi lần này nữa nè. Khi một khách hàng nào đó vừa mua sản phẩm của chúng ta thì chúng ta nên tiếp tục nói điều gì với khách hàng đối với người đó? Hãy comment suy nghĩ xem mình sẽ nói điều gì với khách hàng vừa mới mua hàng của mình. À, thời điểm đó chúng ta nên nói điều gì với khách hàng vừa mới mua hàng của chúng ta? Comment xem ai sẽ là người trả câu trả lời đầu tiên chính xác nhất. À, đó là câu hỏi đầu tiên, các bạn hãy trả lời thử đi. À, có ai trả lời được không? À, tư vấn cách sử dụng. À, câu trả lời của bé Vinh là tư vấn cách, bé Tuyết là tư vấn cách sử dụng, Lan Lê là cảm ơn khách hàng, Hồng Diễm là chào sư phụ. Trời ơi, Kim Vui là cảm ơn khách hàng, bé Thảo là hồ hạnh, bé Thảo là Trúc La. Tự nhiên tát cái đóng vô chi vậy? Đây, trục sát rồi hả xảo? Bé Liên là tư vấn cách sử dụng. À, rồi ok, các bạn đa số các bạn sẽ suy nghĩ là tư vấn cách sử dụng, tuy nhiên cái đó chưa phải chính xác. Tại sao? À, khi mà khách hàng vừa mua hàng chúng ta, đó là thời điểm tốt nhất để bán hàng. Ồ, tại sao như vậy? À, tại sao? Upsell tiếp hỏi thêm. À, Thái Triều. Thái Triều là người có câu trả lời rất là thông minh và chính xác và đúng ý với lại thầy. Các bạn thân mến, khi mà khách hàng vừa mua sản phẩm, đó là cái thời điểm mà năng lượng của họ tốt nhất, hay nói khác đó là một con chim nóng, cực kỳ nóng. Thời điểm bán hàng tốt nhất cho khách hàng là thời điểm khách hàng vừa mua hàng. Nhưng mà người ta mua rồi phải bán cái gì? Thật ra khi khách hàng vừa mua hàng là lúc chúng ta có thể áp dụng hai cái chính sách. Thứ nhất là upsell, thứ hai là cross sell cho khách hàng. Upsell và cross sell cho khách hàng. Hồi nữa thầy sẽ giải thích cho các bạn upsell và cross sell là cái gì. Tuy nhiên chúng ta sẽ tới câu hỏi thứ hai như sau. Các bạn hãy nghe kỹ câu hỏi thứ hai. Bây giờ có một khách hàng nào đó, mình tư vấn mua hàng, tư vấn mình bán hàng cho khách hàng đó rồi. Khách hàng đó suy nghĩ, thích sản phẩm đó rồi, thích rồi, nhưng mà còn lăn tăn vì giá, mình cái số tiền cũng có hạn, rất là muốn mua đó, nhưng vì số tiền có hạn nên suy nghĩ và từ chối, có ý định từ chối không mua sản phẩm. Vậy trong tình huống đó các bạn nên xử lý như thế nào? Mình biết chắc là nghe kỹ câu hỏi nè. Một khách hàng mình tư vấn sản phẩm, mình tư vấn họ, họ thích sản phẩm đó rồi, nhưng mà bây giờ nhìn lại túi tiền của mình thấy không đảm bảo nên họ định từ chối là không mua. Như vậy mình nắm bắt được cái tình huống đó thì theo các bạn mình sẽ làm gì? Mình sẽ làm gì để tư vấn cho khách hàng đó? Nguyễn Thị Vân Hạnh, mình sẽ downsell khách hàng. Nguyễn Thanh Thảo, upsell, crosssell. Rồi, theo các bạn sẽ làm gì? Nghe cho kỹ câu hỏi nha. Đó, mình sẽ làm gì khách hàng trong trường hợp là khách hàng thích sản phẩm rồi nhưng mà họ lại không có đủ tiền, họ lại suy nghĩ về túi tiền của mình và họ định nghỉ chơi, họ định không mua hàng rồi. Bây giờ không lẽ mình bỏ khách hàng nữa thôi, thôi lúc khác đi, vậy khi nào có tiền quay lại. Như vậy thì mình chưa phải chuyên nghiệp trong bán hàng. Và ngày hôm nay thầy sẽ chia sẻ các bạn. Rồi, có nhiều người trả lời, Trần Tem trả lời downsell rồi, Nguyễn Thị Kim Vui tư vấn mua combo giảm giá phải không ạ, upsell, crosssell vân vân. Đó, như vậy câu trả lời có nhiều người trả lời đúng rồi, giống như bé Heo đã trả lời là downsell. Và downsell là câu trả lời chính xác trong tình huống này. Như vậy thì trong ngày hôm nay thầy sẽ chia sẻ với các bạn công thức UDC. UDC là công thức viết tắt của chữ upsell, downsell và crosssell. Có thể rất là nhiều người trong chúng ta đã từng nghe qua UDC rồi, nhưng mà các bạn chưa thật sự hiểu và áp dụng một cách triệt để. Thì ngày hôm nay thầy sẽ chỉ ra cho các bạn cái cách sử dụng công thức này. Và thầy tin chắc với cái sự hướng dẫn của thầy trong ngày hôm nay, trong cái chương trình này, các bạn sẽ là hiểu rất cặn kẽ về công thức UDC, quyền lực như thế này. Đó, UDC viết tắt chữ upsell, downsell và crosssell. Giải thích từng cái thuật ngữ cho bạn nghe. Upsell là gì? Upsell chính là cái việc mà chúng ta giới thiệu một cái sản phẩm có giá cao hơn, một sản phẩm cùng loại có giá cao hơn. Downsell, up là cao hơn, up là cao. Downsell là giới thiệu một sản phẩm cùng loại nhưng mà giá thấp hơn. Rồi, down
D down là thấp thấp xuống dễ nhớ không? C là cross, cross là chéo hoặc là bắn ngang qua, tức là giới thiệu một sản phẩm khác loại, có liên quan nhưng mà khác loại ha. Đó, giới thiệu một sản phẩm khác. Rồi, như vậy thì mình sử dụng nó như thế nào? Thì các bạn hãy lắng nghe từng tình huống như sau. Một khách hàng vào điện máy xanh ha, một khách hàng vào điện máy xanh và xem một hồi, mới nhìn qua một lượt, mới thấy một cái tivi là 32 inch, đó, một cái tivi 32 inch, và hỏi nhân viên tư vấn về cái tivi này. Sau khi hỏi về giá là tivi này là 18 triệu, và thấy ok và quyết định mua cái tivi này, thì lúc này nhân viên tư vấn đã tư vấn xong, thì người này đã quyết định mua, khách hàng quyết định mua. Thì khi mà khách hàng quyết định mua đó, cái thời điểm nhớ nãy thầy hỏi không, khi họ đã ok mua thì mình nên tư vấn như gì, thì nhân viên này làm rất chuyên nghiệp. Anh quyết định mua cái tivi 32 inch này đúng không ạ? 18 triệu, ok. Ủa vậy sao anh không mua luôn cái tivi 42 inch này? 32 inch lên 42 inch thì nó rất là to, rất là đẹp, và sau này mình sẽ không có suy nghĩ đổi cái tivi khác, xài thời gian mình không phải đổi cái tivi khác, mà chỉ có thêm 2 triệu nữa thôi. Chỉ 18 triệu lên 20 triệu là anh có thể có một cái tivi 42 inch rồi. Mà một cái TV 32 với một cái TV 42 hoàn toàn cách biệt nhau, nó to hơn rất là nhiều, nhìn vô nó đã mắt hơn, và anh có thể coi đá bóng một cách thoải mái hơn rất là nhiều. Mà chỉ thêm 2 triệu, anh nghĩ coi 2 triệu mình có thể làm được điều gì? 2 triệu chỉ là một bữa nhậu, 2 triệu chỉ một bữa ăn, 2 triệu chỉ một lần đi chơi thôi cũng hết, 2 triệu chỉ bằng một tiền một cái khách sạn, mỗi lần một cái phòng cũng 2 triệu rồi. Đó, nhưng mình có một cái TV hơn tới 10 inch lận, 42 inch. Đó, như vậy thì anh hãy suy nghĩ kỹ ha, mua luôn một cái tivi mà mình lâu mình không cần phải thay đổi, giờ mua cái 32 inch nó lỡ cỡ không, cho nên là suy nghĩ thêm 2 triệu, anh có đồng ý mua cái tivi 42 thì không, 42 triệu 42 inch thì không. Đó là khách hàng suy nghĩ hồi nó nói cũng có lý không, mình cũng đang muốn mua nhưng mà thêm 2 triệu nữa, lẽ ra mình mua cái tivi này, nhưng mà tư vấn hồi cuối cùng quyết định mua tivi 42 inch mang về. Đó các bạn, thì cái điều này các bạn thấy đó, nó gọi là upsell. Mua người ta mua cái 32 inch nè, tư vấn cho người ta hồi mua được cái 42 inch, tức là mình bán được cái tivi 42 inch, mà cái tivi 32 inch nó 18 triệu, tivi 42 inch là 20 triệu. Vậy cái doanh số của hai trường hợp đó, trường hợp nào bán tivi nào doanh số cao hơn? Doanh số của tivi 42 inch cao hơn, tức là 20 triệu, và kinh doanh người ta sẽ đẩy làm sao để doanh số lên cao. Đây, như vậy thì đó là cái tình huống đầu tiên đó, và cái người tư vấn viên này đã sử dụng phương pháp chiến lược là upsell cho khách hàng. Tiếp tục tình huống thứ hai, các bạn nghe đây, và tình huống thứ hai các bạn nghe đây nha. Tình huống thứ hai, con bé heo đó, bé heo tư vấn cho một học viên đăng ký lớp vũ khí ngôn từ, đăng ký lớp vũ khí ngôn từ 12 đi. Đó, lớp vũ khí ngôn từ 12, hình thức nhà chung với học phí là 12 triệu đồng. Đó, tư vấn lớp vũ khí ngôn từ. Và học viên, sau khi hồi tư vấn thì một học viên cảm thấy là rất là thích khóa học này, rất là thích khóa học này. Nhưng mà tới khi nghe cái học phí một cái 12 triệu, rồi bắt đầu suy nghĩ lăng tăng, bắt đầu nói là chắc là thời gian đó chị bận này kia nọ. Nhưng mà thật ra không phải. Trường hợp đó bé heo sẽ tư vấn gì các bạn? Tư vấn gì theo mọi người sẽ suy nghĩ coi sẽ tư vấn như thế nào, thì bé heo sẽ tư vấn, mặc dù là cái khách hàng đó, cái học viên đó cho là bận này nọ, nhưng mà bé heo đã nắm được một tâm lý thật ra là thấy số tiền học phí nhiều quá không có kham nổi, ông bà mẹ bỉm sữa mà nhiều khi tiền mười mấy triệu cũng hơi khó khăn, thì bé heo thay vì nói thôi vậy thì khi nào chị có thời gian rảnh thì sắp xếp đi học nha. Đó là một sai lầm trong tư vấn. Đó, sai lầm trong tư vấn. Hoặc là cảm ơn chị nha, hẹn lại chị một dịp khác. Đó là sai lầm tư vấn. Chúng ta đã bỏ mất khách hàng rồi. Và bé heo sẽ tư vấn rất là thông minh, đã sử dụng ngay cái Odyssey. Chị ơi, ngoài cái lớp học offline thì có một lớp học online, nội dung y chang luôn, học vũ khí ngôn từ nhưng mà học online, nội dung y chang. Chị có không cần phải đi tới nhà chung, chị không cần đi đâu xa đâu, chị có chỉ cần ở nhà với một cái điện thoại có nói mạng là chị có thể học được rồi chị ạ. Và đây là một khóa học online và nó có tồn tại vĩnh viễn, lúc nào rảnh chị có thể học và lúc nào bận thì thôi. Có điện thoại, có mạng là chị có thể vô học được. Đây là một khóa học vĩnh viễn luôn. Như vậy thì có thể học đi học lại được nhiều lần, có thể vào đó ôn bài. Và trong đây có thầy đã quay đầy đủ các nội dung của các buổi học, và chỉ cần vô đây là học được rồi. Nhưng đặc biệt
Đặc biệt cái mà đặc biệt nhất của khóa học này, nội dung thì y chang nhưng học phí rẻ hơn rất nhiều. Chị có muốn biết là học phí đi bao nhiêu hay không? Trời ơi, học offline 12 triệu, học online chỉ có 1.999.000 đồng. Đó, rồi, người ta đang lo lắng con số là 12 triệu. Rất cái bục số 1.999.000, wow, giống như là thiên đường luôn. Khoai quá, y chang luôn, học y chang luôn mà số học phí nó rẻ hơn rất là nhiều. Rẻ còn có 10% nè, rẻ tới 90% luôn, đúng không? 12 triệu, lên 1.999.000 nè, bé Thuận mà làm sale thì chắc khách hàng chết. Và thế là khách hàng nghe cái thấy rẻ quá, ok, đăng ký khóa học. Như vậy thì bé Heo đã dùng công thức ODC, mà cụ thể là dùng phương pháp là chiến lược down sell. Thay vì khóa công từ cao xuống cái khóa công từ luôn, nhưng mà cái giá thấp hơn để đáp ứng nhu cầu khách hàng, đáp ứng đúng cái túi tiền mà họ có thể chi trả và họ đã mua sản phẩm. Như vậy thì nếu mà bé Heo không biết UDC thì bé Heo đã bỏ mất một khách hàng rất là phí rồi, đã bỏ mất 1.999.000 đồng rồi. Mà khi các bạn bỏ mất một khách hàng thì không có nghĩa là mất một khách hàng đâu. Mất một khách hàng là bạn mất rất nhiều, tại vì một khách hàng họ sẽ mua lặp đi lặp lại. Và người ta còn tính một khách hàng khi mà họ đã mua hàng rồi, họ giới thiệu ít nhất 20 người trong cái mối quan hệ của họ mua hàng luôn. Như vậy mất một người không phải là mất một người, mà chúng ta mất tới tất cả là 21 người, tính luôn người đó là cộng luôn 20 người, xung quanh họ là mất 21 người. Như vậy chúng ta đừng để rớt sale trong những trường hợp đó, đúng không? Chốt sale chúng ta phải down sale ngay, phải có một sản phẩm gì đó thay thế cùng loại giá mềm hơn để cho người ta mua. Đó là down sale, bạn rõ chưa? Rồi bắt đầu tiếp nè, quay lại một cái tình huống khác. Đây, câu hỏi đặt ra như sau, một câu chuyện khác nữa. Một câu chuyện khác nữa. Một anh thanh niên đẹp trai giống như thầy dẫn một cô bạn gái đi vào rạp chiếu phim Galaxy để xem phim. Và nãy tới quầy vé mua vé xem phim xong chuẩn bị không, và xong rồi quay ra mua bắp đi có phim ăn bắp không, mua bắp đó. Xong cái nhân viên bán bắp hát tặng bài trứng rá cần bở bắp cần bơ, yêu không cần kết cần cậu cơ, còn em thì em cần anh đó, tư vấn vậy đó. Cái mua luôn bắp, mua bắp xong chưa hết đâu, lúc mà mua bắp nha, xong cái nhân viên bán bắp hỏi là anh có dùng thêm nước không. Đó, nghe kỹ cho cái đó nha, dùng thêm nước không. Bây giờ ăn bắp không lẽ không uống nước không? Không lẽ không uống nước cũng kỳ. Nó nhìn ta cầm bắp với cầm cái ly nước rồi Pepsi đồ ngon quá. Không lẽ giờ có ai mà dẫn bạn gái đi coi phim xong ngồi vô chỉ ngồi coi phim bơ mỏ nguyên buổi không? Không ăn bắp, không uống nước không? Thì cái việc mà Galaxy nó hiểu được điều đó, cho nên là mình tới rạp xem phim á thì không phải chỉ để xem phim, mà còn để làm chuyện kia, đó là ăn bắp nướng, bắp rang, bơ và uống coca, đúng không? Uống coca đó, ngồi coi nó mới vui. Như vậy cái vé, các bạn biết không, rạp chiếu phim mà mua cái vé xem phim nó còn rẻ hơn là mua cái vé ở mua ba cái bắp với lại ba cái nước uống rồi, nó còn mắc hơn nữa. Nhưng mà đó là chiến lược cross sell. Cái việc mà cái vé xem phim tới coi phim, mua vé xem phim, nhưng mà cuối cùng lại tốn tiền mua những cái thứ như là nước ngọt, rồi mua cái thứ là bắp rồi không, trứng rán cần mỡ, bắp cần bơ đồ không, mua những cái thứ đó. Đó, nhờ vậy mà nó bắt gì, cái doanh số đã cao lên, đúng không? Cao lên. Như vậy tổng cái số tiền mình chi cho tới khi mình xem một bộ phim đó đi về á, nếu mà tính ra một người, ví dụ như là vé xem phim là cho là 50 đi, mua ba kia là 70 nữa là mỗi người là khoảng 120, mà hai người là 240, chứ còn mua cái vé không có đâu nhiêu tiền đâu. Chứ bây giờ đi xem phim không lẽ vô đó ngồi coi không, cái hai bên nó nhai bắp rang rột ha, nó nhai xong nó uống nước suối rẹt luôn, ngồi đó bơ mỏ thế nào đi về nhỏ đó, nó bỏ luôn. Trời ơi, đi xem phim được phải ăn uống được cái trải nghiệm đó. Có nhiều đứa tiết kiệm bọc theo chai nước suối ha, bỏ vô cái túi mang vô đó mình uống nước suối, mà ở nhà mình nấu nước sôi á, mình chế vô bình á, mình bỏ vô trọng mình mang vô uống, tại đâu có tiền đâu uống oxy keo mà. Rồi xong rồi có nhiều đứa nha,
bắp rang hả, ở đó mắc lắm. Ra ngoài á nha, mấy cái bà ngoài đường á, có cái xe đẩy không, thổi bắp tung 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 lên á, có 10.000 à, vô đó tới 30-40 lượng, mắc hơn rất là nhiều. Đó, mang vô, kiểu vậy đó, tiết kiệm. Nhưng mà nói vậy á, đừng có nên vậy không, đừng có nên. Đó, đệ tử cần sư phụ cơ, có nhiều đứa y vậy á sư phụ. Đó, nhiều đứa kiểu kiểu vậy, tiết kiệm, tiết đồ á. Không có nên, đi đã, mình trải nghiệm phải thoải mái, không, giống như mình đi du lịch á. Thì mình khi mình đi du lịch đúng không, thì cái địa điểm du lịch thông thường cái đồ ăn nó sẽ mắc hơn bên ngoài. Nhưng mà mình đã, đệ tử đem theo nước, trời ơi, mình đã đi du lịch, mình phải trải nghiệm, phải chấp nhận nó mắc hơn thì mới là du lịch. Chứ đi du lịch còn chạy ra đâu ngoài chợ, ngoài đồ kiếm đồ ăn, ăn như, đi du lịch như sư phụ là ăn trong nhà hàng luôn, mọi thứ trong cái resort luôn, chấp nhận mắc hơn nhưng mà mình được trải nghiệm, cái trải nghiệm nó sướng. Giống như uống một, bây giờ giống như mà uống một cái lon Tiger đi, qua xin nó uống một cái lon Tiger, các bạn biết không, mấy trăm ngàn nha, mấy trăm ngàn á, không nhớ chính xác như là mấy trăm ngàn. Còn ở Việt Nam này uống một lon 30.000 à, mà không lẽ giờ mang một cái lon Tiger từ Việt Nam qua bên xin xong lấy cái lon ra uống, nó không có trải nghiệm, không có đã. Đó, thôi quay lại chuyện, hơi đi xa vấn đề quá. Quay lại vấn đề là công thức ODC, các bạn hiểu đúng không nào? Hiểu ODC. Vậy trong trường hợp mà đi coi phim đó là Rose Sale đó, và chiến lược bán hàng Rose Sale là chiến lược như thế. Rồi bây giờ sư hỏi tiếp mọi người, các bạn hãy trả lời coi đúng rồi, áp dụng trường hợp nào nha. Hãy trả lời xem U, D hay là C nha. Trả lời nha. Nhưng mà trước hết là nói là cái tác dụng công thức ODC nó có tác dụng gì các bạn. Nó có hai tác dụng chính. ODC nó có hai mục đích chính, hai tác dụng, hai mục đích chính. Mục đích thứ nhất là tăng doanh số cho một đơn hàng. Ví dụ đầu tiên ta mua có một thứ nhưng mà tư vấn họ mua hai thứ như Rose Sale. Mới đầu người ta tính mua cái nhỏ nhưng mà cuối cùng lại mua cái lớn hơn, cái món hàng lớn hơn, nhiều tiền hơn. Như vậy thì Rose Sale và Upsell là tăng cái doanh số lên của một đơn hàng, tăng cái số tiền của một đơn hàng lên. Và đối với lại Downsell thì nó có tác dụng là gì, chốt đơn hàng trong trường hợp khách hàng có khả năng từ chối về yếu tố giá. Có yếu tố giá đó. Chốt vì yếu tố giá, người ta có thể là từ chối mua hàng vì yếu tố giá, cho nên chúng ta sẽ dùng Downsell để chốt sale trong trường hợp người ta có khả năng từ chối. Rồi, rồi. Nghe nè, nghe câu hỏi bài tập như sau. Bây giờ cái anh nhân viên tư vấn ở điện máy xanh tiếp quay lại ha. Có một khách hàng vô mua cái tivi, đã quyết định mua tivi 42 inch rồi. Sau đó quyết định mua tivi 42 inch rồi. Thì sau đó thì anh nhân viên này mới tư vấn tiếp là nếu mà anh mua cái tivi 42 inch này á, tivi Sony 42 inch này á, thì anh có thể mua luôn cái dàn loa karaoke không, dàn loa âm ly karaoke của Sony luôn, nó sẽ đi cùng với cái bộ này đó. Cái dàn đó 7 triệu, nhưng mà anh mua cái tivi này không, thì anh sẽ mua cái dàn loa đó nó chỉ có 2 triệu thôi đó. 7 triệu mọi người, mua cái tivi đó và mua tivi đó mà mua thêm cái dàn loa thì cái dàn loa đó bình thường là 7 triệu. Nếu mà mua rời, anh mà mua rời á thì nó là 7 triệu lận. Nhưng bây giờ anh mua luôn mua tivi này, anh mua luôn cái dàn loa đó, nó chỉ có 2 triệu nữa thôi, là tổng là 22 triệu. Có một cái tivi 42 inch Sony kèm với dàn âm thanh Sony cực kỳ chất lượng, nó sẽ biến cái phòng khách của anh trở thành một cinema tại nhà. Đó, thấy sướng không, sướng không? Đó, thì theo các bạn đó, anh đã đang dùng cái gì? Đang dùng phương pháp gì, công thức gì? Công thức gì? Mi Trần trả lời là Rose Sale. Bé Thúy Vân UDC tác dụng tăng doanh số và tăng giá trị. Rồi các bạn khác thì sao? Bé Heo TV Rose Sale thêm dàn loa. Rồi còn ai trả lời câu hỏi này nữa không? Không ai trả lời thì sự đáp án luôn, đáp án đó. Trường hợp này đó chính xác. Các bạn nhà bạn trả lời đúng là bé Thảo là Rose Sale. Bé Quỳnh Trang là Rose Sale. Bé Vui là Rose Sale. Bé Ồ, các bạn rất giỏi các bạn. Các bạn cực kỳ thông minh luôn. Một câu hỏi dễ ẹt như vậy mà các bạn cũng trả lời được. Các bạn thật là thông minh. Và đó chính là Rose Sale bán chéo. Vì cái tivi với lại cái dàn máy nó không phải là một loại sản phẩm, nó là sản phẩm liên quan thôi.
sản phẩm có liên quan chứ không phải là một dòng sản phẩm. Hiểu chưa? Đó là Rosé bán chéo qua một cái và tổng doanh số tăng lên, lúc đầu mới vô tính là 18 triệu, hồi ra hết 22 triệu. Chưa kể đâu nhân viên điện máy xanh nó ghê lắm nha. Ví dụ như vừa bán xong cái nó hỏi vậy: anh có nhu cầu mua đồng hồ không? Anh mà mua những cái sản phẩm đây á, hôm nay mà anh mua đồng hồ thì đồng hồ giảm giá còn có 40% à. Giảm giá nó rót sale tiếp qua đồng hồ luôn mà. Nè, cái đồng hồ quỷ sứ này là nó cũng rót sale mà sao bộ mua chứ đâu. Nè, có một lần kể nha, nhà mua cái tivi 52 inch không? Hiệu là LG. À, 52 inch hiệu LG, xong nó nói hồi nó chỉ qua cái loa. Mua luôn cái loa Bluetooth này anh. Cái loa Bluetooth này bình thường nó là 5 triệu. Mà anh mua cái tivi này, anh có thể mua luôn cái loa Bluetooth của LG này luôn có 700 ngàn à. Còn anh mua TV Sony là anh không có cái lo như vậy. Mà có 700, anh bay mang ra ngoài anh bán 2 triệu người ta mua lại, người ta có mua nữa. Tại vì cái lo này nó xịn lắm. Đúng, nghe nói hồi xách cái lo về liền luôn. Xong, thay vì mua cái TV sao xách thêm cái TV thêm cái lo nữa 700 ngàn. Đó, thấy ghê chưa? Đó, rốt sale tiếp đó. Hiểu không? Đó, rốt sale. Rồi bây giờ một cái tình huống dày đố mọi người nữa nha. Mọi người thật là thông minh mọi người à. Những câu hỏi rất dễ mọi người trả lời cũng được luôn. Giả sử một ai đó chuẩn bị bằng tư vấn cho một sĩ. Một tư vấn cho sĩ nha. Một sĩ tiềm năng. Một sĩ tiềm năng đi. Đó. Một sĩ tiềm năng Sarong đi cho dễ nha. Một ai đó tham gia mình tư vấn cho một bạn muốn tham gia vào hệ thống Sarong của mình. Và nghe về sản phẩm, nghe về hệ thống, nghe về lợi ích này kia là bạn ấy thích rồi. Và sau đó mình tư vấn cho bạn ấy là một cái mức để có thể nhập hàng là khoảng là 100g. 100g đầu tiên để bắt đầu kinh doanh. Đó, 100g đầu tiên. Thì mình thấy là bạn ấy thích rồi, nhưng mà khi nhắc tới lần 100g và cái số tiền đó thì bạn ấy bắt đầu chùng chân lại, đầu có suy nghĩ lại. Mình phải nắm ngay tâm lý lúc này và mình mới tư vấn liền. Nhưng mà thôi, nếu mà em cảm thấy mình chưa có điều kiện thì thầy chị khuyên em á, thì mình nên bắt đầu ở 10g thôi. Mình bán được 10g đi đã. Mình bán được 10g là mình sẽ bán được 100g. Mình bán được 10g thôi là mình bán được 100g. Và giống như chị, hồi xưa là chị cũng bắt đầu từ 10g mà lên tới 10kg như bây giờ. Đó. Từ 10g mà lên 10kg như thế này nè. Đó. Mà em nên bắt đầu từ số nhỏ. Nhỏ mình làm được, mình sẽ làm được cái lớn. Mình phải làm từ cái nhỏ để mình thử. Đừng có dại mà bắt đầu từ 100g, 10g thôi. Đó. Đó, chị tư vấn nhiệt tình lắm, nhiệt tình cho em luôn. Đó, người ta định từ chối luôn rồi. Người ta định từ chối vì số tiền nhập nó mấy chục triệu, nhiều quá. Người ta chỉ có vài triệu đồng vốn thôi, người ta làm sao mà dám số tiền nhiều vậy. Thế là quyết định, thôi 10g thì người đó là thấy ok trong khả năng của em. Và chị tư vấn rất nhiệt tình và em sẽ ok, sẽ nhập 10g để bán thử xem như thế nào. Và bạn ấy đã chốt được một sĩ nhập 10g. Đó, 10g giá nhiêu ta, sư phụ không biết nữa. Nói như là đúng rồi luôn. Chứ không có rành đâu, không có rành về Sarong đâu, không có rành về giá đâu nha. Sư phụ nhà là nhiều lắm nên không có rành đâu. Nhà toàn là nhà tài trợ Sarong muốn không mà. Sướng, chết luôn. Đó, là cái này đang dùng cái gì mọi người, chiến lược gì mọi người comment thử. Thì các bạn này đang chốt sĩ, đó, chốt sĩ đó. Nhưng mà dùng cái chiến lược gì trong UDC, các bạn hãy comment thử đi. 10g là 290k hả? 290k là 1g chứ không? Comment thử. Đó, 10g là nhiêu tiền mọi người? 10g, chốt 10g. Thì đó, cái người tư vấn này 2950, trời ơi. Giờ ngồi đấu giá. Đau sale miếng ngọc nữ, bé nữ là comment đau sale. Rồi bé Hoài comment là đau sale. Rồi các bé khác thì sao? Bé Yuki comment là đau sale. À, bé Thu Hoài là 29 triệu hả? Rồi 2.9 chứ, 2.9 á. Ừ đúng rồi, Thu nghĩ là 2.9 á. 2 triệu đau sale, 10g là 2.9 đó Thu. 2.9 là khả năng người ta bỏ ra 2.9 người ta bắt đầu là được rồi, đúng không? 2.9 quá mềm, đau sale. Cho nên đó các bạn, trong cái hệ thống của mình nên có những cái đưa ra cái chiến lược mà phải có đau sale. Đưa chiến lược trong trường hợp khách hàng từ chối, trong trường hợp sĩ họ tiềm năng họ từ chối thì mình phải đau sale ngay là bao nhiêu. Giờ đó, hiểu chưa? Đó là đau sale đó, rất là dễ. Rồi bây giờ tiếp tục nha. Rồi các bé ngày hôm nay thật là thông minh các bé ạ. Các bé thông minh hơn học sinh lớp 5 luôn á. Nói cái hiểu liền luôn. Đây, nay chị mới thấy bé nữ xem livestream trực tiếp nè, đúng rồi. Một cái này nữa, bắt đầu tình huống thứ ba nè. Chốt sĩ nha, trường hợp cũng là chốt sĩ luôn cho nó gần gũi mọi người dễ nắm bắt nha.
Rồi trường hợp nữa, bây giờ mình tư vấn một sĩ luôn nha. Họ đã đồng ý nhập 10 gram là 2,9 triệu. Không, họ nhập đồng ý là nhập 50 gram đi. Ví dụ như đồng ý nhập 50 gram đi. Đó, 50 gram, 10 gram mà như 2,9 triệu mà nhân 5 lên. Nhưng mà cái giá là nhiều nó sẽ khác đúng không? Cứ đại loại là sẽ nhập đồng ý là 50 gram đầu tiên để bắt đầu công việc kinh doanh. Họ đồng ý, họ rất là hào hứng, họ rất phấn khởi và sẵn sàng để bắt đầu kinh doanh và chuẩn bị chứng khoán luôn. Cái mình tư vấn tiếp, ủa em đồng ý chưa? Chắc chắn chưa? Nhưng mà trước khi đồng ý, trước khi chuyển tiền, khoan chuyện, đừng có chuyển vội nha. Chị còn cái kinh nghiệm nè, làm lớn mà thắng lớn, làm nhỏ là thắng là dễ phù mỏ đó. Tư vấn luôn, làm lớn là thắng lớn, còn làm nhỏ dễ phù mỏ lắm. Là nhập lần 50 gram, xin nhê đâu, 50 gram á, chỉ để đủ người ta ngửi thôi à. Bán buôn cái gì với 50 gram. 50 gram cũng ok, nói vậy chứ 50 gram cũng ok để cho dành cho người bắt đầu. Nhưng mà bạn, 50 gram á nha em nha, 50 gram thì cái mức lợi nhuận của mình sẽ thấp lắm. Và khi mình làm lớn một cái nó tạo cú hích để mình có năng lượng, mình có cái điểm xuất phát mạnh hơn nhiều người khác. Thay vì 50 gram em nhập 100 gram luôn. Đó, 50 gram nhập lên 100 gram, mình không có thêm bao nhiêu tiền hết. Tại vì nhập 100 gram thì chính sách giá nó khác. Nhập 100 gram chính sách giá khác nó lời rất nhiều. 100 gram lời hơn rất nhiều. Hồi xưa là ví dụ như bán 10 triệu em lời có 2 triệu, bây giờ nhập 100 gram bán 10 triệu em rời tới 4 triệu luôn chứ không phải 2 triệu. Có nghĩa là mức lời gấp đôi so với 50 gram, lời gấp đôi luôn. Sướng chưa? Sướng chưa? Làm là phải lớn, làm nhỏ lọ nhỏ sao được. Đó, ok. Thì cách chốt sale này đó, làm cho quán nặng nghe, hợp lý ta. Mình không lẽ cho bèo bọt được, mình sao nhỏ được, mình không bao giờ muốn phù mỏ. Đó, mình là không phải là phù mỏ năng lượng được, mình là phải ngon lành. Đó, mình phải chơi nghe lời boss, boss dụ dỗ. Xong quyết định chuyện phải ok, em đồng ý, chốt đơn, nhập 100 gram lên đơn cho em ngay về liền. Đó, là như vậy thì cái người đã, các bạn thấy là các bạn này đã tư vấn là chốt sale cho sĩ của mình là cái mức là lên 100 gram, nó khác hẳn so với mức 50 gram. Và cái cách này nó gọi là chiến lược gì mọi người, comment xuống nào. Chiến lược gì, không nhiều chó cưng lắm rồi, không nhiều. Đó, chiến lược này là gì mọi người, đó, comment xuống nào. Và nhiều người bé, các bé đã comment đúng, đó là upsell. Upsell thay vì số nhỏ, up lên số lớn hơn số nhỏ, up lên số lớn hơn để doanh số nó cao hơn. Ồ, đó là upsell. Như vậy thì nhờ cái upsell đó đã giúp cho bé Thảo là upsell nè. Đó, đúng là phụ like Oppo, phụ khác thiệt á, nhìn ở ngoài làm gì xu được như vậy, hô chọn mệt mỏi ghê á. Upsell bé nữ, upsell bé Mi Trần, upsell bé Yuki là upsell. Upsell đây, nhiều người đã trả lời chữ upsell á. Cái chữ upsell mình ghi cho đúng nha mọi người, chữ upsell là như Mi Trần là ghi đúng nè. Chữ upsell mọi người ghi chữ sell là không có chính xác á. Upsell, downsell, cross-sell là chữ sell nó phải đúng nha. Đó, rồi ok, như vậy thì các bạn đã hiểu upsell, downsell và cross-sell như thế nào chưa? Và đó cũng là những cái nội dung quan trọng nhất của chương trình ngày hôm nay. Chương trình Cà Phê Vô Thuận, chương trình này đã chia sẻ cho tất cả chúng ta hiểu được cái chiến lược UDC bao gồm upsell, downsell và cross-sell. Mục đích của upsell, downsell và cross-sell là để tăng doanh số bán hàng đối với một đơn hàng. Và mục tiêu thứ hai nữa đó là trong trường hợp chúng ta chốt đơn, khách hàng có khuynh hướng sẽ từ chối vì yếu tố giá. Vì yếu tố giá thì chúng ta hãy lập tức sử dụng UDC mà cụ thể là downsell để chốt đơn một cách hiệu quả nhất. Vâng, chương trình Cà Phê Thuận ngày hôm nay sẽ kết thúc tại đây. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi. Nhớ sub kênh YouTube Bầu Thuận Official để theo dõi chương trình vào 6 giờ sáng mỗi ngày. Và chương trình cũng đã được phát trực tiếp trên kênh lộn, trên group đệ tử Bầu Thuận vào 4 giờ chiều mỗi ngày. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi. Và chúc các bạn sẽ sử dụng công thức ODC một cách hiệu quả và chốt được các đơn hàng một cách tốt nhất. Bye bye.